Cuộc sống của chị gái Hồ Văn Cường ở quê nghèo khó như thế nào? Anh chị Hồ Văn Cường, em trai cũng khổ lắm. Tôi làm đủ thứ nghề, ai mướn gì làm đó, không ngại vất vả. Có lần tôi đi lượm ve chai đầu ngõ, có người nhận ra là chị gái của Hồ Văn Cường, chị Hồ Thị Xuyến kể. Chị gái Hồ Văn Cường sống ở nhà trọ 20m2, nhặt ve chai mưu sinh. Chị ruột và anh rể Hồ Văn Cường sống căn phòng trọ 20m2, họ làm đủ thứ nghề để mưu sinh như nhặt ve chai, chạy xe ba gác. Lấy chồng từ năm 20 tuổi, đến nay chị gái Hồ Văn Cường đã có 2 con, một trai một gái. Một bé hiện ở cùng nhà bà ngoại, nhà Phi Nhung được vài tháng qua. Chỗ trọ của chị Xuyến cách khá xa nhà mẹ ruột, vì thế những dịp dỗ chạp lễ Tết chị mới về thăm nhà. Tên 2 con của tôi là Minh Khuê và Khôi, đều do cậu ba, tức Hồ Văn Cường đặt. Tên dài lắm, 4 chữ lận nên tôi không nhớ hết. Cậu ba thương các cháu lắm, thường xuyên mua quà và hỏi han tình hình. Nói về cuộc sống hiện tại của mình, chị Xuyến cho biết chỉ dừng lại ở mức đủ ăn, không dư giả gì. Về mùa nắng, anh bé chạy xe lôi, xe ba gác, chở hàng hóa, đồ đạc khi có người mướn. Còn chị gái của Hồ Văn Cường đi bán hoa cùng mẹ chồng. Mùa mưa đến, hai vợ chồng làm đủ việc để mưu sinh. Anh đi đập xà bần, rồi lấy sắt bán kiếm tiền. Chị đi lượm ve chai, bán vé số. Tôi làm đủ thứ nghề, ai muốn gì thì làm đó, không ngại vất vả. Có lần tôi đi lượm ve chai đầu ngõ, có người nhận ra là chị gái của Hồ Văn Cường. Họ nói chị gái của ca sĩ mà cũng phải lượm ve chai à, chị Xuyến chia sẻ. Theo chị Xuyến, thu nhập trung bình hàng tháng của vợ chồng chị khoảng hơn 1 triệu đồng. 2 năm nay do ảnh hưởng của mùa dịch Covid-19, công việc bấp bênh nên thu nhập giảm sút, trong khi đó họ phải trả tiền trọ là 500.000 đồng một tháng. Ngoài ra, vợ chồng chị phải mua tã, sữa, chi trả tiền thuốc men cho 2 con. Có những ngày gió, hai vợ chồng kiếm được mấy chục nghìn đồng, không đủ bữa ăn. Lâu lâu, mẹ chồng và mẹ ruột hỗ trợ thêm ít tiền để trang trải. Khi đi làm, tôi gửi con cho mẹ chồng trông hộ. Chị gái của Cường tâm sự. Chị gái Hồ Văn Cường cho biết chị thường xuyên liên lạc với cha mẹ và em trai qua điện thoại. Thế nhưng một tháng qua điện thoại chị bị hỏng nên không nói chuyện, cũng không cập nhật tình hình gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ khoảng 3 tháng một lần, hai vợ chồng chạy xe máy lên thành phố thăm cha mẹ bà Cường. Mỗi lần lên, chúng tôi chỉ ngồi chơi 1 tiếng rồi quay về, chứ không ở lâu. Khi nào hai vợ chồng có tiền thì mới lên cha mẹ, không phải khơi khơi chạy xe đi. Trước khi đi, chúng tôi cũng phải xin phép cô Phi Nhung, chị tâm sự. So với 5 năm trước, chị Xuyến nhận thấy em trai mình ngày càng cao lớn, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Chị Xuyến nói vui vì Cường trưởng thành, sống một cuộc đời khác với chị. Cường ít nói, sống nội tâm lắm, hai chị em cũng ít khi chia sẻ tâm sự. Bây giờ lớn rồi, mọi thứ không còn như xưa nữa. Cường đi học cả ngày, tôi thì đi làm, tối về bận bịu chăm sóc con cái. Khi tôi hỏi thăm, Cường nói mọi thứ đều ổn nên tôi cũng không hỏi han gì. Cha mẹ cũng ít khi kể chuyện trên đó, sợ tôi giàu, chị nói. Cường cũng khổ lắm, tiếp lời vợ anh bé nói, anh không biết chữ cũng không sử dụng điện thoại. Chị Xuyến nghỉ học từ năm lớp 6, nhận diện mặt chữ kém. Vì thế cuộc sống của cặp vợ chồng xoay quanh 2 đứa con và chuyện mưu sinh hàng ngày, nên không có thời gian quan tâm những vấn đề khác. Anh bé khẳng định Hồ Văn Cường cũng yêu thương và giúp đỡ chị gái. Cường sống tình cảm lắm, nếu em làm ra tiền sẽ lo lắng cho gia đình, nhưng hiện tại chưa có, Cường cũng khổ lắm, mọi người không thể nhìn bề ngoài để đánh giá được. Hơn nữa, gia đình chỉ có 2 chị em, Cường không thương chị thì thương ai, anh nhấn mạnh. Anh cho biết năm 2020, Hồ Văn Cường mua tặng chị gái một chiếc điện thoại cảm ứng để liên lạc. Nhưng trong một lần đùa nghịch, con gái ném điện thoại vào thau nước bị vỡ màn hình và không sử dụng được. Khi mang ra tiệm sửa, chi phí lên tới hơn 1 triệu đồng. Vì thế anh lại ngậm ngùi mang về vì số tiền quá cao. Hơn 1 tháng nay, hai vợ chồng không dám gọi lên cho gia đình trên thành phố, sợ cậu ba biết lại lo lắng. Điều tôi mong muốn nhất là cứ được ổn định, tự lo cho bản thân em trước. Còn chuyện có giúp đỡ anh chị hay không, chúng tôi không trách. Mình là anh chị cả trong gia đình, không lo được cho em thì thôi. Nói về tình hình cha mẹ vợ trên thành phố Hồ Chí Minh, anh bé cho biết trong lần gặp gần nhất, hai phụ huynh vẫn khỏe. Anh Hồ Văn Mười, cha của Cường làm bảo vệ ở quán chay, ăn uống và ngủ nghỉ tại đó, còn mẹ Cường giúp việc tại nhà của Phi Nhung. Cha mẹ vợ hiền lành, thương yêu con cái nhưng không khôn ngoan như người ta.
Nhiều năm sống ở thành phố nhưng cha mẹ vẫn giữ nguyên tính cách như xưa, không thay đổi, chồng chị Xuyến tâm sự. Anh cho biết mỗi lần trở về nơi ở của gia đình, tại huyện Gò Công Tây, thường nghe hàng xóm nói ra nói vào chuyện không sửa sang ngôi nhà từ đường. Mỗi nhà một cảnh, mọi người không hiểu hết được đâu, cha mẹ giờ cũng phải lo cho em Cường ăn học. Chuyện nhà cửa tính sau, căn nhà đó cũng để thờ phụng tổ tiên, làm sao mình không sửa sang, tu bổ. Gia đình vợ tôi cũng không bao giờ có chuyện bỏ xứ, bỏ quê. Cha mẹ nói nếu năm nay chưa xây được, thì sang năm, anh bé tiết lộ. Anh bé nói mong muốn lớn nhất hiện tại là Hồ Văn Cường có sức khỏe tốt để vượt qua kỳ thi sắp tới. Ngoài ra, tôi mong tổ nghiệp luôn phù hộ Cường để giữ được giọng hát hay, sự yêu mến của khán giả. Với tôi, Cường dù bước sang tuổi 18 nhưng vẫn là đứa em bé bỏng, luôn cần sự chia sẻ bao bọc.